Một câu hỏi nữa của Phật tử hỏi rằng: con kính bạch Thầy, Thầy hoan hỷ cho con hỏi một vài điều sau ạ. Một, mấy năm qua con vẫn tụng kinh Địa Tạng hai khóa sáng tối, mỗi ngày một bộ. Từ hôm nhà chùa ấn tống kinh Phổ Môn, con thỉnh về tụng vào buổi sáng, còn buổi tối con tụng kinh Địa Tạng. Con thấy gia đình an lạc và tâm rất hoan hỷ. Như vậy có bị gọi là tu tạp không? Không sao. Tụng kinh gì cũng được, chúng ta thấy hoan hỷ, gia đình an lạc, hạnh phúc là được. Nhưng điều quan trọng là tụng kinh gì thì tụng. Quay trở lại, tôi vẫn khuyên chúng ta gì? Cái điểm chốt cuối cùng vẫn là niệm gì ạ? A-di-đà Phật. Niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, và tất cả những cái công đức tu tập của chúng ta được đều nguyện gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Đó chính là gì? Phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đem tất cả công đức tu tập của mình để phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Như vậy thì cho dù gửi tụng kinh Phổ Môn, hay kinh Địa Tạng, hay kinh Pháp Hoa, hay kinh Niết Bàn, hay bất cứ bộ kinh gì của Đức Phật, đều tốt như nhau cả. Miễn là mình thấy tâm an lạc là được. Gia đình thấy gì? Thế đầm ấm hạnh phúc là được. Sáng Phổ Môn, chiều Địa Tạng cũng được. Hoặc là tất cả thì Địa Tạng cũng được, hoặc tất cả Phổ Môn cũng được, không sao. Hoặc tất cả Vô Lượng Thọ cũng được, không sao. Nhưng ở trong đạo tràng chúng ta thầy đang gì? Đang phát nguyện toàn thể đạo tràng chúng ta tụng kinh Địa Tạng 7 năm để làm gì? Để hoàn thiện cái đại tâm nguyện của chúng ta, đó là xây dựng một đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á này, để trước hết là để cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thứ nữa để làm cái gì nhỉ? Làm cái chỗ sở y, làm cái chỗ quy thú gì cho vô lượng vô biên những gì, những tín đồ Phật tử, thậm chí là những tăng ni hàng ngàn, hàng vài ngàn năm về sau. Vì sao? Vì cái đại tôn tượng này được xây dựng lên, nó sẽ có một cái gì? Một cái năng lượng từ bi, một cái năng lượng giác ngộ rất là lớn. Ngoài cái vỏ là một cái tôn tượng bên ngoài trang nghiêm thanh tịnh, bề thế uy nghi như vậy, ở bên trong chúng ta thì còn phát nguyện. Mặc dù ngôi chùa chúng ta bây giờ, đạo tràng chúng ta, Phật tử chúng ta thì còn rất khó khăn. Khó khăn thì rất khó khăn, nhưng thì thầy trò chúng ta đang phát một cái đại nguyện, đó là tạc một cái tôn tượng Phật Ngọc Yểm Tâm. Đây là một cái việc làm gì? Một việc làm vô cùng ý nghĩa, vô cùng là gì? Tâm linh, và vô cùng lợi ích. Vì vậy mà chắc chắn rằng khi mà xong cái đại tượng này, nó sẽ là một cái chỗ sở y, chỗ quy thú cho gì? Cho rất nhiều những tín đồ Phật tử, và đặc biệt là rất nhiều những gì? Những bạn trẻ. Không chỉ là những người theo đạo Phật ở Việt Nam, mà thậm chí là cả những người gì? Ở thế giới họ đến Việt Nam chúng ta du lịch, đi du lịch, đi vãng cảnh, họ đến thăm, họ nhìn thấy. Tự nhiên thì ở trong đại tượng toát ra một cái năng lượng từ bi, và cái năng lượng gì? Năng lượng giải thoát, năng lượng an lạc, năng lượng hoan hỷ ấy. Họ cảm nhận được, và có thể gì? Họ về họ quy Tam Bảo ngay. Họ hướng Phật ngay, họ tìm hiểu đấy gì? Phật là gì? Họ tìm hiểu. Giới trẻ trên thế giới bây giờ tìm hiểu Phật là gì thì dễ lắm. Vào gì? Trong cái máy điện thoại thôi, đánh tra gì? Cha như mình gọi là Phật là gì, hay thế nào là Phật, Phật giáo là cái gì đó, ra một loạt ngay, họ đọc hiểu ngay. Giới trẻ bây giờ tìm hiểu Phật pháp rất là nhanh. Cho nên đây cũng là một cái việc làm gì mà chúng tôi thấy mấy năm trước chúng ta phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng 3 năm, giảng và tụng kinh Địa Tạng 3 năm để cầu Ngài gia trì cho cái việc làm xây dựng đại tượng của đạo tràng chúng ta là được thành tựu viên mãn. 3 năm rồi chúng ta thấy mọi duyên rất thuận lợi. Từ khâu vận động kinh tế, các vị biết hôm đồng thổ xây dựng vào ngày 19 tháng 11 năm 2015,
Trong túi tôi chả có đồng nào đâu các quý vị. Chả có đồng nào đâu. Trong túi không có một đồng nào. Các đồng thổ xong thì mọi người cũng giảng được đâu hơn 100 triệu. Tất cả các Phật tử đạo tràng cũng giảng được hơn 100 triệu. Nhưng mà vẫn cứ làm. Khi làm thì lại bắt đầu làm thì dở ra thì có một cái công ty, một doanh nghiệp họ đến họ bảo gì? Mình dự kiến là làm hết khoảng độ tầm 60 tỷ tiền làm thô. Tức là họ khoán hết cho họ, họ sẽ gì? Họ bỏ tiền ra, họ làm 60 tỷ làm thô hết xong rồi khoảng độ 2 năm họ bàn giao lại cho mình và mình sẽ phải trong vòng 2 năm đó mình phải nhặt nhạnh để trả họ dần 60 tỷ ấy. Mình lúc đó thì như là người chết đuối vớ được cọc còn gì nữa. Trong tay thì 3 ngày pháp hội vận động các Phật tử mỏi mồm mỏi miệng được hơn 100 triệu. Thế mà bây giờ có người họ đứng lên họ bảo thì cho mình, họ đầu tư cho mình khoảng độ 60 tỷ như vậy mà 2 năm sau mình cứ giả dần. Mừng quá, giao cho họ làm ngay. Nhưng mà họ làm thì họ quen làm những kiểu nhà nước. Thầy nhìn thấy họ đổ cái móng là gì? Không ưng rồi. Nhìn họ đổ cái móng không ưng rồi. Nhìn họ làm không đúng ý mình là không ưng rồi. Công trình này là công trình là thế kỷ. Cứ được cái gì? Cái tâm thanh tịnh và cái gì? Cái tâm trong sáng, cái niềm tin bất diệt vào gì? Vào Đức Phật. Phải giữ được cái niềm tin bất diệt vào Đức Phật. Thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái gì? Những cái giai đoạn là khó khăn khi chúng ta ở thế giới này. Đó. Phát nguyện 3 năm. Đạo tràng chúng ta phát nguyện 3 năm tụng kinh Địa Tạng để làm cái việc đó. Và đúng là Phật Bồ Tát gì? Các ngài gia trì cho. Khi tôi thấy họ đến đổ cái móng tôi thấy không đảm bảo. Tất nhiên họ làm trong chùa họ không đến nỗi như là làm những công trình đấu thầu của nhà nước khác. Nhưng mà so với mình cảm thấy không đảm bảo. Không đảm bảo một chút nào. Cái thứ nhất là gì? Họ làm cái đất đá còn lem nhem, họ đã đem vào đổ bê tông rồi. Không được. Đổ bê tông, nguyên tắc đổ bê tông mà cái đất nó rơi vào trong bê tông thì nó sẽ bị gì ạ? Chất lượng sẽ gì? Sẽ bị kém đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái nước trời mưa xong cái nước nó lõm bõm như vậy họ bảo đổ bê tông. Mình bảo nó hút đi, nó không hút. Thì mình nói thì gì? Nói nó bảo đó. Chúng tôi chỉ nghe gì? Nghe cái người giao việc cho chúng tôi thôi. Đời thuở như ai mình là trụ trì công trình của mình, tiền mình bỏ ra. Nhưng mà khổ mình tiền chưa có để bỏ ra cho nên không nói được họ thế mới đau. Cho nên nếu mà tiền mình bỏ ra thì mình đuổi ngay lúc đấy rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì tức lắm không thể chịu được. Nhưng mà hóa ra mình mới đưa được cho họ có hơn 100 triệu. Trong khi đó họ đã đầu tư phải đến gì? Đến 2-3 tỷ đồng rồi. Mình mới đưa cho họ có hơn 100 triệu thì làm sao mà mình bảo được họ. Nghĩ như vậy không biết làm cách nào. Thôi. Tính đi tính lại. Lúc đấy thì mới bắt đầu thì chưa tụng kinh Địa Tạng đâu. Cho nên thì mọi cái nó còn rất khó khăn. Còn rất khó khăn. Nhưng may xong một thời gian sau bắt đầu thì ngày tháng 6 năm 2016 đúng không? Chúng ta bắt đầu là tụng kinh Địa Tạng rồi. Bắt đầu từ đấy nó cứ thế này. Mọi cái nó cứ thế, nó dần dần nó và lúc đó thì mình thấy thì tiềm lực kinh tế của nó cũng khá khá lên rồi, có thể là tự mình có thể đứng lên làm được rồi, mặc dù hơi vất một chút. Nhưng xong rồi lúc đó thấy họ đổ xong một cái sàn ở dưới mà cái mình thấy không đảm bảo một cái. Nói với kiến sư và nói với mấy Phật tử giới thiệu đó mày thôi, xin lỗi họ là gì? Mình tự làm lấy. Thực sự là họ làm không đảm bảo. Quả thật là không đảm bảo với công trình của mình đưa ra là gì? Cái sức chịu đựng của nó phải gì? Phải vượt cái mong muốn đó là vài trăm năm. Để con cháu chúng ta sau này sửa sang mà nó là hàng nghìn năm nó vẫn tồn tại được. Cho nên bắt đầu thì phát nguyện là thôi tự làm lấy. Và tự làm lấy thì các vị biết đổ lên cái mái hoặc cái mái tổ nhà tổ bây giờ, tức là đổ từ cái sàn một lên cái sàn một á. Gọi sắt thì nó nhiều quá, hết hơn 1 tỷ tiền sắt cơ. Hơn 1 tỷ tiền sắt đến lúc đó thì gọi đến thì người ta bảo gì? Nhà chùa còn nợ chúng con mấy chục triệu nó chưa trả chúng con, thì công ty dạo này làm ăn khó khăn lắm. Cho nên thôi nhà chùa cứ giả hết cái tiền sắt kia thì chúng con sẽ chở sắt mới. Nhưng mà nhà chùa phải trả cho chúng con 2/3 đã thì chúng con mới chở sắt cho.
Lúc đó biết làm thế nào. Gãi đầu gãi tai mãi nhìn lên nhìn xuống, duy nhất có cái xe đang đi, gọi người ta đến là gì? Bán luôn cái xe đang đi, mua sắt xong rồi, đổ sắt xong tầng 2. Mấy tháng sau lại có người lên hỏi xe của thầy đâu rồi? Chỉ ra kia kìa. Và chỉ ra kia kìa. Thế là người ta thương, người ta lại bảo gì? À, thôi thì con cúng thầy mấy trăm để gì? Thầy lấy cái xe thì đi. Đã lại có xe đi. Đời nó cứ thế, cứ vi vu như thế. Lúc thì lên voi, lúc thì thiếu chuông chó. Đấy, đời thế. Bắt đầu từ đó cứ dần dần bắt đầu cứ thế là lên dần là các Phật tử mỗi ngày về nghe giảng kinh Địa Tạng mỗi ngày một đông. Nhiều người hưởng ứng, nhiều người cúng dường. Và các vị biết vì sao tôi lại nghĩ ra cách để làm không? Làm 1 vạn pho tượng nhỏ. Nếu mà đem mà mua hết á, hôm nay nói thật với các vị, nếu mà đem mà mua á, thì cái số tiền 30 tỷ ấy, 1 vạn pho là 30 tỷ mà. 30 tỷ ấy đem cho cái ông xưởng đúc tượng. Chúng ta đem về 1 vạn pho tượng, tượng Phật, tượng Bồ Tát nhỏ nhỏ, cái 3 triệu một pho đó, thì chúng ta rước về 1 vạn pho tượng ấy, còn chúng ta chả có gì cả. Thế tôi mới nghĩ ra cái cách là gì? Mình không có của thì phải có công. Mình không làm được bằng chân tay thì phải làm bằng gì ạ? Bằng đầu óc. Cho nên mới cử 2 Phật tử, đó là chú Vịnh với lại một chú Phật tử trên Điện Biên, đã đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để học làm tượng. 2 vị đi mất 6 tháng đấy các quý vị ạ. 6 tháng đi học làm tượng, học làm về phải mày mò, cũng phải mất 2-3 tháng nữa mới về ra được sản phẩm. Thế tôi mới bảo là thế thì làm, bây giờ mình phải bỏ công ra cho nó bớt đi. Người ta cũng giảng 3 triệu ấy, mình đem mua tượng thì chỉ mang được về 1 pho tượng y như thế. Nhưng nay mình làm ra 1 pho tượng y như thế, mình bỏ công ra mình làm, nó chỉ mất khoảng 1 triệu thôi, hoặc 1 triệu 2 là cùng thôi. Cả tiền sơn thì chắc 1 triệu 2 thôi. Nếu mà các Phật tử đến lao động và các sư xuống làm nữa thì có thể chỉ hết 1 triệu tiền vật liệu thôi. Còn 2 triệu đó để làm gì? Rồi thì tôi đi ăn chơi có đúng không? Không. Để xây dựng gì? Đổ những cái vách và làm thành những cái ô của gì? Cái ô tượng mà ngài gì ạ? Ngài ngồi đấy. Có nghĩa là 3 triệu của họ, nếu chúng ta đem mua thẳng thì được 1 pho tượng về. Nhưng 3 triệu này lại có cả gì? Cái vách gì? Cái vách đại tượng. Và có cả cái chỗ ngồi của gì ạ? Của đại tượng đó. Và như vậy, 1 công 2 việc. Không, 1 công không chỉ 2 việc, 1 công gì? 3-4 việc luôn. Và như vậy chúng ta thấy cứ thế là gì? Tằng tằng là lên được. Cho đến hôm nay, 3 năm xong, chúng ta thấy niềm vui thứ nhất đó là gì? Thân tướng của ngài đó bắt đầu dần dần hiện rõ là một gì? Hình tượng của một Đức Phật A-di-đà rồi. Diện của ngài đã gì? Đã được gì ạ? Lên thành hình rồi. Thân của ngài cũng bắt đầu đã lên thành hình rồi. Chân tay của ngài cũng chuẩn bị lên thành hình rồi. Từ giờ đến Tết, cố gắng mà được toàn bộ cái thân tướng của ngài nó lên thành hình. Đó. Và nhanh cũng phải 3 năm nữa mới xong cái phần thân tướng của Đức Phật. Và phải mất thì khoảng độ 4 năm nữa thầy mới hoàn thiện hết pho tượng đấy, là làm nhanh đấy. Vì lúc vào cái phần hoàn thiện này nó lâu lắm các quý vị. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy cũng phải gì ạ? Phải suy nghĩ và phải tính toán, phải đem lại lợi ích cho gì? Cho tín đồ Phật tử. Đồng tiền của họ, nếu chúng ta không biết sử dụng, không biết thì cho nó gì, nó có lợi ích gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp gì, gấp hàng chục lần đó, thì nó chỉ được một cái phạm vi nhỏ thôi. Cho nên từ khi mà tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy mọi việc, mọi duyên nó cứ đâu vào đấy, đâu nó vào đấy, đâu sẽ có đấy, kệ. Tôi cứ kệ mà. Ngày mai hết tiền, kệ xác nó, tự nhiên sáng mai có người mang đến. Thế mới hay chứ. Cho nên đúng là hôm qua, sáng nay giảng này. Sáng nay giảng về 28 điều lợi ấy, Đức Phật nói là gì? Nói là người thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì sẽ không bị gì ạ, không bị thiếu thốn, đúng không? Của cải vật chất sẽ không bị thiếu thốn, quả thật là như vậy. Cứ hết thì lại gì? Lại có. Mó thì lại thấy. Thậm chí ngày hôm nay tiêu sạch chẳng còn đồng nào, ngày tối nay người ta gọi điện lên, thầy ơi, tiền si, tiền sắt chúng con, dạo này chúng con bi quá, thì bảo thôi cho thầy nợ vài bữa.
Thế tự nhiên mai là tò tò có người lại mang đến là bảo cho con cúng mấy chục triệu. Có người tò tò bảo thầy ấy dạo này thầy ấy không con thì có chút tiền thì không tiêu thì thầy cần thì thầy cứ lấy thì tiêu đi đã. Thế mới hay. À, đó. Đấy là gì? Đấy là những cái mà chúng tôi thấy là khi mà phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đúng như trong kinh Đức Phật nói. Khi mà mình nhất tâm thì những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó rất khó nhưng mà vẫn có thể đến với dễ dàng với chúng ta được. Cho nên dự kiến là đại tượng chúng ta còn phải 4 năm nữa mới xong. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta thì lại đồng phát nguyện là 4 năm nữa tức là 7 năm. Ngày xưa dự kiến là 5 năm nhưng mà không xong được. Vì còn hoàn thiện những cái họa tiết hoa văn và các trang trí những cái đồ lễ, những cái tượng Phật ở bên trong lòng tốn kém hơn là xây cái vỏ tượng bên ngoài, tốn kém hơn, hết nhiều kinh phí hơn nữa các quý vị. Cho nên nó phải nâng lên 7 năm đã là nhanh rồi. 7 năm là nhanh rồi. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta bây giờ đang phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta cùng phát nguyện với nhau để tụng kinh Địa Tạng, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Giống như tôi lấy một cái ví dụ giống như người các bộ đội, các bác bộ đội Cụ Hồ, chúng ta ngày xưa đánh cái trận Điện Biên Phủ mà đúng không? Pháp nó không nghĩ là nó thua Việt Nam đâu. Vì nó nghĩ rằng nó chọn được một cái địa chính trị là giữa cái lòng chảo Điện Biên đó, là nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi. Có mấy cái cửa vào thì nó cho pháo, cho súng cối và cho máy bay, trên thì có máy bay. À, dưới thì có lô cốt, có pháo, có súng cối và có lính canh gác đông đủ. Nó là Việt Cộng, Việt Minh chúng ta không bao giờ bén mảng được tới cái lòng chảo Điện Biên, chứ đừng nói là đánh thắng nó. Mà có đem quân mà giải gì giải khắp ở trên núi ấy, thì cứ pháo ở dưới nó câu lên cho chúng ta chết sạch. Và nó tính toán là gì? Chỉ có những cái súng ngày xưa chúng ta chỉ có súng AK, súng trường rồi cái súng cối là cùng thôi. Làm sao mà đánh được một cái trận đánh mà bắn được gì vào tới cái lòng chảo của Điện Biên. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy bằng cái sự thông minh, tài tình, cái sự chỉ đạo của gì? Của vị cha già của dân tộc và một vị đại tướng. Ảnh của cụ rồi ngồi dưới kia kìa. Đại tướng gì nhỉ? Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ trực tiếp chỉ đạo cái trận đấy. Và chúng ta thấy để mà đánh được cái trận đó chúng ta phải kéo những cái khẩu pháo rất là lớn. Nhưng mà phải bí mật. Kéo khẩu pháo rất lớn và bí mật. Mà kéo khẩu pháo lớn chúng ta biết là cho ai lên Điện Biên rồi chúng ta thấy cái quả đồi rất là gì? Rất là cao. Mà bộ đội chúng ta, bộ đội Cụ Hồ, chúng ta ngày đó thì kéo được những khẩu pháo được lên đó, mà những khẩu pháo rất là to, rất là nặng, không phải là dễ. Có rất nhiều người hy sinh, xương máu mới gì mới kéo được những khẩu pháo lên trên đó. Mà chúng ta phải kéo khẩu pháo, một người kéo được không? Một người kéo không lên. Hai người kéo không lên. Nhưng mà gì? Hai ba chục người kéo, chắc chắn gì? Sẽ kéo lên được. À. Cho nên đây gọi là cái sự cộng hưởng, cái sức của đại chúng chung lòng, chung sức với nhau. Thì các cụ ngày xưa nói là trong sách vở ngày xưa tôi đi học thì hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc không lên, mấy người nhấc thì hòn đá lên nhỉ? Cái bài sách, bài học đó còn nhớ không? Có ai nhớ không? Hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc không lên, xong cái gì ấy. À, nhưng mà hình như mấy người nhắc thì đá sẽ lên ấy. À, cái bài học đó lâu lắm rồi, không nhớ nữa. Đó, chúng ta thấy, nay chúng ta mà bằng cái công thức đó, chúng ta cùng nhau cộng tu, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cộng tu với nhau, thì chắc chắn cái từ trường, cái quang minh, cái công đức mà chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ gia trì cho chúng ta thì rất lớn. Cho nên Phật tử này nói rằng tụng kinh Phổ Môn và cả kinh Địa Tạng có được không? Cũng được. À, cũng không sao. Nhưng mà nếu mà cùng tụng kinh Địa Tạng với nhau 4 năm nữa thì thầy nghĩ rằng gì? Sẽ tốt hơn.